Lu à. Lu nghe nè. Mọi người không tin là con biết nói chuyện. À, mọi người đúng rồi đó ba. Trời. Mà con đừng có xạo nữa. Bây giờ con nói I love you cho mọi người nghe coi. Nói không được mà. Con nói được. Không được. Nói I love you đơn giản mà con. Nói gì được, nói. Thì dì ba ráng chút đi. Không gì ai hết. Mày tin tao quăng mày ra ngoài không? Con yêu ba nhiều lắm. Tao biểu mày nói I love you. Không. Sao vậy? Mày nói con yêu ba nhiều lắm được, I love you nó không được là sao? À, nói không được mà. Vậy bây giờ con nói hay bà cứu đi. Lu hay bà cứu. Rồi, nói ngu bà cứu. Lu ngu bà cứu. Hả? Ông chơi tôi phải không? Thì mày ngu thiệt mà. Mấy kỳ nói được I love you nó được là sao? Tôi không có thích tiếng Anh. Trái tim xin một lời. Tôi yêu Việt Nam.